đứa con gửi cho biết ra để nhanh hơn nha. Dạ. 8 giờ nghỉ được mấy tháng dịch rồi, hôm nay được đi lại thuận tiện. Bây giờ mình sẽ qua nhà Trang với Vinh chơi nha các bạn. Anh Minh, anh Minh đi đường nào vậy? Quẹo quẹo ngang qua. Đúng rồi. Trời ơi, có Vinh cái hồn này thôi cũng làm màu đó. Cuối cùng đã tới nhà Trang với Vinh rồi. Mở cửa đi anh em, mở cửa đi. Từ từ, bỏ nó cùng xuống đi. Hồn đi. Vinh ơi, Vinh ơi, bỏ. Minh Mạnh với lại Tài Quả Thối nè Trang ơi. Cửa thằng ơi. Hôm nay bao ngày giãn cách mới gặp lại tụi con á. Trời ơi, mở cửa rồi, vô con nói cho cô ơi. Từ từ. Trời ơi, tụi con rinh cái gì mà nặng nề với Trang. Vô đây, con kể cho cô coi. Trang mít tờ luôn. Ồ, ở đâu mà con có cái mít to đùng mà nó chín ngon quá vậy con Mạnh? Dạ, con hỉ con nha, cái này không phải là nổ, rồi là nổ luôn nha. Tại nhà con trồng nhiều quá nên con chia sẻ cô với anh em ăn á. Rồi, cảm ơn con nha. Ủa anh Minh, hôm này là hôm gì anh Minh? Trời ơi, anh nói cho em nghe nè, chú anh đi ngoài biển á, chú anh bắt luôn tua cô Hoàng Đế với con tôm Alaska. Wow. Chở về đây con hợp đi. Mạnh nè nha. Rồi em, ngọn rồi ba, rồi coi đi. Wow. Ủa cô Hoàng Đế tôm hồ mà con tôm này là con tôm cạn mà. Đúng rồi, tên là sao? Với lại cô biển mà con hôn cô Hoàng Đế. Trời ơi, ông trời ơi, ở nhà anh ăn mấy con này mà anh ngán không á, anh đem qua cho cái team mình ăn sương sương thôi á. Trời ơi, ban gì đây mà sương sương à, không phải gọi là sương sương nữa, gọi là phê quá. Giận tí tôi. Hôm nay team mình sẽ làm cái clip ăn mừng sau bao ngày giãn cách, team mình quay trở lại nha các bạn. Các bạn được ý lại ra đường nhớ tuân thủ 5K, các bạn mình đi bộ phải đeo khẩu trang nè. Ô bây giờ mình tới nhà cô rồi mình tháo khẩu trang ra đi. Đúng rồi. Giờ có thể sạn nhiều quá là món gì ăn đây mấy anh? Hay anh nghĩ ra một cái tưởng này, hay là mình lấy cô với tôm luộc nước dừa đi. À Mạnh nói đúng rồi mấy đứa, nhà cô có rất là nhiều dừa, mình là luộc ăn nhanh. Dạ. Mít này mình sẽ ăn là xét luôn. Dạ. Thôi bây giờ chú làm đi. Chú làm thôi con ơi. Rồi bây giờ cô chặt dừa, tụi con rửa tôm với cua nha. Dạ. Cô này chắc gặp dữ lắm nha các bạn. Nhìn nè, ngon á. Anh với anh Minh chà cua cho, còn mấy em thì chà tôm đi nha. Minh dạo này chơi xạo quá ha, cho con nguyên thùng hải sản luôn. Mấy em chà gặp lại anh em con mới cho chứ cho hoài mà thứ nào chịu nổi cô. Thôi kệ, cảm ơn anh Minh nha. Ừ, không có gì đâu em. Anh Minh xích ra đây em rửa nè. Ok ok. Nước dừa này ngọt mà luộc cho tôm với cua thấm vô đúng bài luôn mấy đó. Trời ơi, cái con tôm này nó có cái sừng như cái ăn cua luôn nè. Cẩn thận nha Tài. Rồi bây giờ cô sẽ đổ nước dừa sắp sắp lên tôm là mình luộc. Còn như mình sẽ luộc cua nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt bếp luộc tôm. Mình lấy cây mình chọn cho cái yếm như cái nha các bạn. Mình chọn xong á là nó bị tê liệt, còn mình hát sợi dây ra mình đem rửa. Mình luộc mà có sợi dây là có phi khuẩn như các bạn. Sau một ngày mà không gặp ông á, tự nhiên tôi thấy gì á sai sai. Như á là tôi thấy ông rành cái hải sản lắm luôn rồi đó. Chứ sao, tôi rành hải sản luôn mà. Mình rửa cua sạch rồi, bây giờ mình bỏ vô nước dừa nấu thôi. Rồi. Tôm chín rồi, tôi nhắc xuống bắt cua lên nha. Rồi, tụi con mặc rau với lại giờ xẻ cái cây đi nha. Tụi con hái lá chuối khô giùm tôi đi, lẹ đi. Lấy lá chuối khô gì vậy anh Minh? Trời ơi, lấy lá chuối khô đi mình chích đùi á. Mình chích đùi gì vậy anh Minh? Thì chùi cây thôi. Trời ơi, mấy anh nói thật bậy quá à. Lấy lá chuối khô để chùi mũ. Thôi tụi con làm lẹ đi, đợi tôi chùi mũ mất nè. Ngồi đó là chùi mít mẹ mít. Đó, thấy không? Rồi, chùi bên kia đi tụi con. Wow, cô công nhận hay thiệt, chùi cái hết mũ luôn rồi kìa. Cái này ông bà già xưa mình để lại đó con. Lá chuối khô mình chùi là nó sạch mũ lắm. Rồi tụi con gỡ mũ mít khỏi cho thao đi, lát mình ăn nha. Dạ. Thì năm hải sản của mình đã hoàn thành, mình mời các bạn cùng ăn buổi tiệc mừng thành Di trong khi mình quay trở lại nha các bạn. Ôi còn khối má giờ anh em ơi. Rồi đã luôn. Cô sao con thấy thiếu anh Dương nữa cô? Hôm nay anh Dương bận công chuyện nên không có tập hợp lại đây hay không. Rồi mình ăn đi mấy đứa. Dạ. Lâu lắm rồi thì mình mới tập hợp đầy đủ như thế này đó. Ôi ôi, tôm gạch không nhưng hồi đã quá. Anh Minh ơi, em thấy anh Minh lâu ngày chưa gặp á nè. Ờ cái mặt mụn không luôn á, sao mụn vậy? Ơi, anh nói em nghe nè, anh có nỗi khổ riêng mà. Ơi, nó khổ dữ lắm. Sáng thì ăn tôm hùm, trưa thì ăn cua Hoàng Đế, tối thì ăn tôm nước Alaska, nghĩ sao mà anh mụn. Ơi, ông ăn nhiều vậy mà ông không chia sẻ cho tôi. Trời ơi, vậy tôi qua nhà ông chia sẻ cho ông được. Thôi cho ông ăn rỡ này đi. Ừ, ăn mụn nha. Ừ. Mời các bạn nha. Ăn hải sản mà chấm muối ớt chanh vậy mới ngon các bạn. Hai anh em mình mời các bạn nha. Đúng rồi, mời bạn nha. Ngon quá anh ơi. Đúng rồi, chấm ngọt ngọt đã. Hai chị em mình mời các bạn nha. Đông nhà anh Minh ngọt quá. Ủa
Trời ơi, công nhận mới ướt chanh nè. Nó cay mà đổ mồ hôi luôn á. Cay quá. Nhưng mà nó ngon anh ơi. Quá hả? Bây giờ mình cầm đi, trộn đi, chúc mừng hôm nay tụ họp nha. Dạ. 1, 2, 3, quá hả? Anh em mình á, lâu rồi không gặp, bây giờ mới được gặp thôi mình. Đúng rồi đó, một hàng bảy chỉ tốt hơn là 10 hàng bảy tốt nha. Quá chuẩn rồi. Đúng rồi, rồi. Yo. Quá đã. Trong những ngày dịch cô con nhà làm gì? Nói cho cô các bạn nghe đây. Dạ con ăn cái xếp mà. Thôi con về. Anh già con làm gì? Trời ơi con này cũng tấm mô cá già con tu luyện dữ lắm. Con có mặt online không? Con mặt online không? Có, trời ơi anh rảnh mà con đi luôn con đi kiếm mưa. Ngon đi. Con mới học ăn hải sản thôi lo học online đó. Dạ có tu. Tại nữa. Anh nhà làm gì? Con học online được. Con thi gì rồi? Con nói chơi vậy thôi á. Chứ ở nhà chán lắm. Buổi sáng á thì ra ăn trước, buổi chiều á thì ra ăn sau, vậy đó hết ngày rồi đó. Trời ơi, vậy là ông dở rồi. Tôi đi du lịch luôn á. Ừ, hả? Chứ sao nè, tôi kể cho nghe nè. Sáng á thì tôi không vô á. Không vô luôn. Không vô Vũng Tàu đó. Được rồi, được rồi. Chưa thì tôi đi siêu thị. Ừ, đi siêu thị mà. Tối thì tôi vô khách sạn tôi ngủ luôn á. Ủa, dịch vàng ai chăng đi. Trời ơi, nói gì thôi để anh diễn tả cho nghe nè. Sáng á, thì anh đứng trước cửa, anh không vô á. Trưa á, thì anh vô nhà bếp. Anh kiếm đồ ăn ăn rồi, bởi vì cho bếp có nhiều ăn mà. À, vậy là suy nghĩ. Tối thì vô, mình ngủ, anh ngủ thì cũng là khách sạn thôi. Không. Anh diễn hơi lỗ rồi đây. Hiện tại bây giờ thì dịch chỉ bớt thôi chứ chưa có hết hẳn. Các bạn nhớ ra đường tuân thủ 5K nha các bạn. Ăn tôm bây giờ ngán quá thôi, mình chỉ qua ăn cua đi mà anh. Ừ, bây giờ ăn cua đi. Ừ, đúng rồi. Tại tôi thích cua biển của mình cho như thế nào nha. Ây da, chợ nào quá, gãy hồng răng của tôi rồi. Trời ơi, mấy anh không biết ăn cua gì hết á. Anh cua phải lấy đồ đập nè. Trời ơi, sao anh lấy gì em đập anh? Không phải, em lấy lẹ, đưa qua mấy anh đập cạn cua á. Trời ơi, anh cứ tưởng em lấy cây nè, em đập anh chứ. Trời ơi, cây này công nhận lại hại thiệt. Ra đèn ngay chào đầu. Ủa, ông nói gì tôi không hiểu. Trời ơi, cái này tôi chơi Free Fire ghét, tôi bị lú luôn á. Trời ơi, ở nhà lớp học đi nha. Chơi Free Fire hoài ghét ghiền luôn đó. Đâu có đâu, anh chiếm thời gian để trí anh mới chơi chứ. Đâu phải chơi hoài đâu. Vậy hả? Thôi con chơi ghiền trái tiếng thôi chứ đừng có ghiền quá nha. Phải dành thời gian cho việc học á. Dạ. Mời các bạn nha, ăn là phải ăn hai cái kèn nha các bạn. Trời ơi, đây. Sao đã ăn? Nhưng mà nó ngon quá. Ừ, đúng rồi, ngon. Tâm ăn này. Tâm nhận cua này của mình cho chắc thịt thiệt á Minh. Nè, thấy rồi. Cua gặp quá gặp nha. Cua được gặp bé quá trời không các bạn. Ngon. Rồi ăn xong rồi ăn cho sếp đi em ơi. Ok ok. Mình sẽ ăn mất chấm với cái này. Tại lúc mình chấm đó nữa thôi. Thôi chấm cho cua dữ nữa. Rồi thôi video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Nếu mà các bạn yêu mến thì mình hãy cho like, subscribe và đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt.